Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình là Túc đây. Nếu mọi người còn chưa đăng ký kênh của Túc thì cho Túc xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật video những cái dự án, những quả kèo Arop cũng như cờ lam chất lượng Túc gửi tới anh em. Tiếp tục lại một video nữa đến từ dự án Segway Economy Arop. Anh em chắc bó thành công thì anh em sẽ nhận được 10.000 cái đồng Segway này từ 300 đô, và múp red anh em sẽ nhận được 500 cái đồng Segway này từ 15 đô. Kèo này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 1 năm 2022, và kể từ ngày kết thúc thì nó trong vòng 48 giờ thì nó phân phối về địa chỉ ví cho anh em. Kèo này thì đường link con này mình để dưới phần mô tả, em kích vào đường link, sau đó kích vào join, kích vào start này, sau đó em kích vào join stake này, sau đó nhập captcha đổi loại như 5 cộng 5 bằng 10 thì em gửi captcha, rồi anh em kích vào join trên new này, trên Telegram này. Rồi anh em kích vào join này. Kèo này khá uy tín ấy, những fanpage cộng đồng của nó lên 87k mà. Rồi anh em sẽ lấy cái username trên Telegram của anh em nhớ đầu đặt mã còng cho mình, sau đó anh em viết username của anh em ra. Username của ai thì người viết, anh em tuyệt đối đừng viết giống nhau, bây giờ tránh trường hợp là check ID nó giống thì giống địa chỉ là nó cho anh em xịt hết đấy, được chưa? Rồi sau đó thì anh em sẽ copy lại cái phần trên, đỡ phải viết lại nữa, được chưa? Này, anh em sẽ gửi cái username. Rồi gửi đi này. Rồi tiếp sau đó Twitter open cho mình. Rồi đưa giao diện Twitter này. Rồi đến giao diện Twitter thì anh em sẽ theo dõi cho mình này. Dạ. Rồi. Rồi khi anh em theo dõi xong thì anh em quay sang cái phần hồ sơ trên Twitter của anh em ấy, cái câu trái màn hình này. Lấy username Twitter của anh em nó nằm dưới phần đại diện của anh em này. Rồi anh em sẽ quay sang bot này, anh em viết vào và anh em gửi đi này. Đầu anh em nhớ đệm vào còng cho mình. Rồi anh em ấn đôn cho mình này. You. Rồi địa chỉ mail của anh em sẽ viết địa chỉ mail của anh em nhé. Địa chỉ mail của ai người viết thì chợ. Còng. Rồi anh em sẽ gửi đi này. Rồi địa chỉ RC20. Ô, con này chạy trên nền tảng RC20, mạng lưới RC10. Ôi, không sao. Nó cũng giống nhau cả thôi. Dạ. RC10. Rồi anh vào ví trước, anh em gõ cái từ Segway cho mình. Đây RC10 đây, em cứ gạt sang bên này. Rồi em kích vào. Rồi sau đó anh em kích phần nhận này. Rồi anh em kích vào phần sao chép địa chỉ ví này, nó cùng địa chỉ ví trên BLB hoặc ETH đó mà. Được chưa? Rồi anh em sẽ dán vào. Khi mà nó về mình sẽ thông báo cho anh em sau, giúp anh em không phải lo nghĩ gì hết, được chưa? Cái này nó cáp riêng. Đến cái bước này thì anh em mới nhận được là 10.000 cái đồng Segway này. Đấy, và mỗi red em sẽ nhận được 500 thôi. Và đây đường link để anh em giới thiệu bạn bè nha. Con này thì nó không yêu cầu anh em phải là tuyển red gì. Nên con này là anh em cứ làm chatbot là anh em chờ ngày mình thông báo cho anh em thôi. Không phải lo, được chưa? Ở kết thúc video, chào mọi người nha, hẹn mọi người video tiếp theo.